Chương 1.1 Giới thiệu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Văn á à nai ai cũng biết, lương thiên bình của trường cửu trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc, nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối, một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô. Chị, Chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu. Lương Thiên Bình Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh. Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái. Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp 5 lần. Lương Thiên Bình Chị cảm thấy chị có thể. Vì thế Lương Thiên Bình thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, Giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái, Sở Ma Kết nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó, cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên có chút đáng yêu. Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không? cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi cười nói xinh đẹp không đi sở ma kết vòng qua người cô muốn đi khỏi đây nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh sự nhẫn nại của tôi có giới hạn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại gần con ngươi đẹp đến mê hoặc lòng người nếu hôm nay cậu vẫn không thích tôi thì đừng mơ bước khỏi nơi này một bước rất lâu về sau lương thiên bình cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ thành công lui thân về phía sau, nhưng sở ma kết lại gắt gao túng chặt cô không chịu buông tay, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. Cậu muốn chạy đi đâu, hả? B-I-A-B-I-B-U-1, sở ma kết 2, lương thiên bình 3, lương nhân mã 4, lâm song ngư. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.